Thực ra thì như mọi người biết là mình dám up những cái clip mà mặt mộc của mình lên YouTube để chia sẻ cách makeup cho mọi người, thì đó cũng là một điều mà Vân cảm thấy là mình một khá là người khá là tự tin. Tuy nhiên là như Ly biết là thời hiện đại này thì có rất là nhiều bạn mong muốn mình đẹp hơn, hoàn thiện hơn, cho nên là khi mà Vân cảm thấy là mình có điều kiện để có thể hoàn thiện vẻ đẹp của mình thì Vân vẫn muốn thử xem là mình đẹp lên sẽ trông như thế nào. Còn thực tế thì mình vẫn rất là yêu cơ thể của mình và cũng vẫn rất là tự tin, nhưng mà Vân nghĩ là cô gái nào hiện đại trong thời buổi hiện nay thì cũng nên làm đẹp khi mà mình có thể. Hiện tại thì Vân thấy là cái phần hàm với phần cằm là cái Vân thấy khuyết điểm lớn nhất, vì nó bị hơi thô, với cả là hàm của Vân nó không được chuẩn lắm, hơi hô một tí, cho nên là đôi khi Vân cảm thấy chụp hình rất là khó. Nhiều khi Vân có các nhãn hàng mời chụp hình photoshoot này kia, nhưng mà Vân thực sự Vân rất là ngại vì cái góc mặt của mình chụp rất là khó luôn, cho nên là Vân nghĩ là nếu như cải thiện được hai phần đó thì sẽ rất là tốt cho công việc sau này.이쪽 부위 살리고요. 얼굴이 좀 좁고 긴 편이죠. 라인도 나쁘지 않은데 우리 턱은 그냥 앞턱이. Cái đầu tiên là Vân cảm thấy rất là thích cái cách tư vấn của bác sĩ. Tại vì là chính bản thân mình sẽ là người mà hiểu nhất là mình khuyết điểm ở chỗ nào. Và bác sĩ chỉ ngay ra là mới nhìn khoảng mấy giây thôi là đã biết ok, giờ em bị cái này và sửa tới đó thôi, ít thôi, như vậy thôi là hợp lý, là đẹp cái khuôn mặt của mình. Nên Vân cảm thấy rất là ưng, mặc dù chưa làm nhưng mà mình hy vọng là sẽ theo đúng với những gì mà mình là Vân mong muốn. Sự bây giờ thì Vân đang rất là hồi hộp, mong chờ tới thứ sáu để hy vọng là mình sẽ được xinh đẹp hơn một cách tự nhiên nhất. Thì Vân cũng cảm ơn bệnh viện thẩm mỹ Nana rất là nhiều vì đã cố gắng hết sức làm cho Vân đẹp lên. Và Vân cũng hy vọng là mình sẽ tiếp tục tạo động lực cho nhiều cô gái khác mạnh dạn trong việc làm đẹp thẩm mỹ này hơn. Cảm ơn Vân. Cảm ơn Ly.